Một công trình cấp nước sinh hoạt trị giá nhiều tỷ đồng ở phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm nằm phơi mưa phơi nắng suốt 5 năm mà chưa một lần vận hành. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn phải sống trong tình cảnh khát nước sạch. Phóng viên thời sự đã có buổi trao đổi với chính quyền địa phương và ban quản lý của dự án để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Dự án xây dựng hệ thống nước sạch xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, nay là phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, được khởi công xây dựng từ năm 2009 do ban quản lý dự án huyện Từ Liêm lúc bấy giờ làm chủ đầu tư, có tổng số vốn gần 29 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đóng góp của người dân là 1,2 tỷ đồng, chi phí cho việc lắp đặt đường ống nước vào nhà, đồng hồ đo nước và các phụ kiện. Đóng tiền và được chứng kiến những đường ống nước được lắp đặt vào từng nhà, người dân nơi đây vui mừng, chờ đợi từng ngày được sử dụng nước sạch. Nhưng suốt 5 năm qua, những chiếc đồng hồ này vẫn chưa một lần được vận hành. Khi thực hiện dự án là theo quy định, chúng tôi có những cái thỏa thuận đối với công ty nước sạch. Và công ty nước sạch đã có những văn bản khẳng định và những điểm đấu nối cho dự án này. Nhưng khi thực hiện dự án thì theo chúng tôi được biết là nguồn nước không đủ tại các trạm mà đang trực tiếp khai thác tại phường Thượng Cát hiện nay. Việc chưa chắc chắn được nguồn nước thô nhưng đã khởi công xây dựng công trình cấp nước sạch trị giá nhiều tỷ đồng đã gây lãng phí lớn cho nguồn ngân sách. Và không ai có thể chắc rằng đến thời điểm hiện tại, chất lượng mọi thiết bị và đường ống dẫn nước có còn đảm bảo hay không. Trả lời cho những thắc mắc của người dân về số tiền họ đã đóng, ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thượng Cát khẳng định khoản tiền này đều được sử dụng công khai minh bạch. Các hộ dân nộp tiền và một cái đơn vị lắp đặt đứng lên lắp đặt cho gia đình và lắp đến đâu thì nghiệm thu đến đấy. Thì về tổng số hiện nay thì nó khoảng hơn 200 hộ. Thì hiện nay là về cái này thì cũng chưa nghiệm thu quyết toán dứt điểm với lại cái đơn vị mà cung cấp cái dịch vụ lắp đặt cái đường ống. Do vậy là cái phần tiền mà đã nghiệm thu rồi thì trả đơn vị. Đấy, và còn một cái khoảng 25 triệu là hiện nay là vẫn giữ ở Ủy ban dân. Ngày 5 tháng 11 năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nước sạch Hà Nội và chính quyền quận Bắc Từ Liêm đề nghị khẩn trương thực hiện việc khoan các giếng để lấy nguồn nước thô phục vụ cho trạm cấp nước phường Thượng Cát, đảm bảo việc sản xuất nước sạch phục vụ người dân địa phương và phải hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Dự án quận Bắc Từ Liêm, việc xây dựng 3 giếng khoan khai thác nước ngầm diễn ra phức tạp, nên dự kiến trong quý 1 năm 2015, công trình mới được đưa vào sử dụng. Mong rằng với sự quan tâm của các cơ quan chức năng, niềm mong mỏi chờ đợi nước sạch của người dân Thượng Cát trong nhiều năm qua sẽ được đáp ứng.